năm 2021, 365 ngày với những sự kiện dồn dập. Đại dịch bước sang năm thứ hai và vẫn chưa kết thúc. Những cuộc chạy đua về khoa học và môi trường ráo riết hơn bao giờ hết. Chào mừng quý vị đến với chương trình đặc biệt nhìn lại những diễn biến nổi bật của thế giới trong năm 2021. Và như quý vị đang thấy, lần này sẽ không chỉ có 1-2 mà là 4 biên tập viên chúng tôi đồng hành cùng quý vị trong những phút tới đây. Không để quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức với một chủ đề đã bao trùm thế giới trong suốt 2 năm qua và dự đoán sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới. Đó chính là đại dịch Covid-19. Mỗi ngày những diễn biến về dịch bệnh liên tục được cập nhật trên các phương tiện truyền thông và tác động đến mọi khía cạnh đời sống của chúng ta. Vâng, trong năm qua thì chúng ta đã thấy được những nỗ lực không ngừng của ngành y tế, của chính phủ các nước cũng như là đội ngũ nghiên cứu khoa học và cả sự góp sức của người dân trên khắp thế giới. Nhưng rõ ràng Covid-19 không giống với bất kỳ dịch bệnh nào mà nhân loại từng phải trải qua. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này của chị Yến Thanh. Tốc độ lây nhiễm xuyên biên giới, các biến thể khó lường, thời gian điều chế vaccine cực ngắn cùng hàng loạt quy định chưa từng có tiền lệ được ban hành đã buộc mỗi người phải thay đổi để thích ứng với cuộc sống bình thường mới. Ngay sau đây, hãy cùng điểm lại những con số biết nói về Covid-19 trong năm 2021. Kết thúc năm 2020, toàn thế giới ghi nhận khoảng 84 triệu ca Covid-19. Con số này đến thời điểm 1 tháng 12 đã là 263 triệu ca, tức hơn gấp 3 lần. Số người thiệt mạng từ 1,8 triệu ca vượt qua mốc 5 triệu ca. 222 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc Covid-19. Ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh là Mỹ, Ấn Độ, Brazil. Trong cao điểm đại dịch vào tháng 4, ước tính khoảng 4,2 tỷ người, tương đương 54% dân số thế giới, sống trong tình trạng phong tỏa một phần hoặc toàn diện. Thành phố Melbourne, Australia bị phong tỏa lâu nhất trong năm, 262 ngày. Theo Đại học Oxford của Anh, ít nhất 28 triệu năm tuổi thọ của con người đã bị mất vì Covid-19. Sau khi nhìn những con số thống kê này, tôi đã phải đặt câu hỏi, đâu là nguyên nhân chính khiến số ca bệnh và tử vong tăng chóng mặt đến như vậy? Khi mà rõ ràng là các nước đã có những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, thậm chí là phong tỏa trong thời gian dài và chiến dịch tiêm chủng cũng đã được đẩy mạnh. Theo tôi có rất nhiều yếu tố, nhưng phải nhắc đến đầu tiên chính là sự xuất hiện của các biến thể của virus SARS-CoV-2. Từ đầu năm đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện được thêm nhiều biến thể mới như Alpha, Beta, Gamma, Delta. Và mới nhất là Omicron. Trong đó theo WHO thì biến thể Delta đã chiếm tới 99% các ca lây nhiễm trên toàn thế giới. Để tránh cơn ác mộng Delta lặp lại khi Omicron xuất hiện, nhiều nước đã lập tức đóng cửa biên giới nhằm hạn chế lây lan. Tôi thì thấy rằng đây không thực sự là giải pháp hiệu quả. Khi nhìn lại thì rõ ràng đã có lúc thế giới đã chạm đến mục tiêu sống chung với đại dịch. Những chính sách mở cửa tuy là còn nhiều khó khăn, nhưng đã phần nào thiết lập được trạng thái bình thường mới và kết nối các hoạt động xã hội. Lập luận của chị Thanh cũng rất thuyết phục, và đó là lý do khiến cho các nước có quan điểm chống dịch khác nhau. Lấy ví dụ như châu Âu, lục địa già như bị cuốn vào dòng luẩn quẩn của đại dịch khi cứ phong tỏa, mở cửa rồi lại phong tỏa. Còn ở châu Á thì Trung Quốc vẫn đang quyết tâm theo đuổi chiến lược triệt tiêu COVID, hay còn gọi là Zero COVID, thay vì sống chung với nó. Vì những khác biệt đó đã khiến cho con đường đạt mục tiêu chung của thế giới trở nên gian nan hơn. Không thể phủ nhận, nhờ chiến lược Zero Covid, Trung Quốc đã kiểm soát thành công các làn sóng dịch bệnh trước đó. Chiến lược này có nghĩa là các hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng ngay cả khi chỉ có một ca nhiễm được phát hiện. Nhưng Trung Quốc vẫn đang chật vật với các đợt bùng phát dịch mới. Trong khi đó, các nước châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc thực hành sống chung với dịch bệnh. Những chương trình kích cầu như hộp cát Phuket, Thái Lan hay hành lang du lịch cho người tiêm chủng, hợp tác giữa Malaysia và Singapore đang giúp hồi sinh ngành công nghiệp không khói.
Ghi nhận tại châu Âu, từ mùa hè năm nay, một loạt nước đã dỡ bỏ gần như toàn bộ lệnh giới nghiêm và phong tỏa. Nước Anh sẽ không phong tỏa một lần nữa, thay vào đó là tìm kiếm các biện pháp để ngăn chặn biến thể mới, đồng thời khuyến khích người dân tiêm chủng. Tuy nhiên, tình hình không quá lạc quan khi mùa đông đến. Đức là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ đợt bùng dịch mới nhất, khi mà tâm lý bài vaccine xảy ra, buộc nhà chức trách phải áp dụng những biện pháp mạnh tay với người từ chối tiêm chủng. Việc bắt buộc tiêm vaccine sẽ được thảo luận và bỏ phiếu tại Quốc hội. Nếu được thông qua, quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào khoảng tháng 2 năm 2022. Nối gót Đức, Áo và một số quốc gia Liên minh châu Âu khác bắt đầu cứng rắn hơn với người chưa tiêm vaccine. Các thống kê cho thấy, những người chưa tiêm đang chiếm phần lớn trong các làn sóng lây nhiễm mới tại châu Âu. Làn sóng dịch mới đang đe dọa sự phục hồi kinh tế trên toàn châu lục, đe dọa sức khỏe cộng đồng, cũng như khiến lộ trình trở lại những ngày trước đại dịch COVID-19 như xa xôi hơn. Nhưng có một điều có lẽ chúng ta đều phải công nhận, đó là dịch COVID-19 đã buộc thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Dạ, đúng vậy. Rõ ràng là năm qua, chúng ta quan tâm đến vaccine hơn bao giờ hết. Và thông qua các cơ chế chia sẻ vaccine mà nổi bật là COVAX, thì vaccine ngừa COVID-19 đã tới được những nơi xa xôi nhất. Theo tôi được biết thì tính đến ngày 1 tháng 12 vừa qua, toàn thế giới đã có 7,99 tỷ liều vaccine được phân bổ và 54,4% dân số toàn cầu đã được tiêm một mũi. Thực ra thì bên cạnh những tín hiệu lạc quan như anh Hùng vừa nói, thì vẫn còn đó những trăn trở trong công tác tiêm chủng. Tôi thấy đó là tâm lý chần chừ, thậm chí là bài trừ vaccine của một số người dân, hay là việc phân phối vaccine không đồng đều dẫn tới sự chênh lệch trong tiếp cận và điều trị bệnh. Thủ đô Johannesburg, Nam Phi. Cuối tháng 11, cô Musashi Makosha mới được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Tôi rất lo lắng. Biến thể mới dường như nguy hiểm hơn rất nhiều. Sống tại nơi phát hiện biến thể đáng quan ngại Omicron, Makosha và nhiều người dân Nam Phi đều đang thấp thỏm chờ đợi thông tin mỗi ngày. Tại châu Phi, một trong những khu vực kém phát triển nhất, chưa tới 5% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Ngược lại, các quốc gia giàu có nắm tới 75% lượng vaccine. Nhiều nước đã tiêm đến mũi thứ 3 cho người dân. Đáng buồn hơn là có cả triệu liều vaccine đã bị vứt bỏ lãng phí. Tình trạng bất bình đẳng về vaccine đang hỗ trợ và tiếp tay cho đại dịch COVID-19. Nếu virus lây lan ở những khu vực có ít người được tiêm chủng, thì khả năng xuất hiện một biến thể có thể kháng vaccine sẽ càng lớn. Khi đó, mọi nỗ lực được thực hiện ở các nước phát triển để tiêm chủng cho toàn dân, dù một, hai hay ba lần, đều sẽ thất bại. Như quý vị vừa thấy qua câu chuyện ở trên, trước tình hình này thì COVAX và các tổ chức lớn tuyên bố sẽ phân phối thêm hàng trăm triệu liều vaccine đến những nước thiếu hụt trong năm tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, 70% dân số thế giới sẽ được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị, theo các cơ quan y tế, vaccine là công cụ cốt lõi để chống đại dịch này, giúp giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong. Tuy nhiên, vaccine không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm, nên các hãng vaccine cảnh báo phải tiêm mũi tăng cường, giống như tiêm phòng bệnh cúm mùa hàng năm. Các biện pháp đảm bảo giữ khoảng cách xã hội vẫn đóng vai trò quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh. Đúng vậy, anh Đạt Nguyễn, nên việc nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19 cũng đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Có thể nói là việc nhanh chóng phát minh và cấp phép cho nhiều loại vaccine và thuốc điều trị đối với một căn bệnh mới như COVID-19 là một chiến thắng của khoa học. Hai phát minh mang lại niềm hy vọng đẩy lùi dịch bệnh, đó là thuốc Monopiravir của hãng Merck và thuốc Paxlovid của Pfizer. Trong thử nghiệm lâm sàng đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao, thuốc Monopiravir cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30%. Ngày 24 tháng 12, FDA đã cấp phép sử dụng Monopiravir để điều trị COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ tiến triển nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế để điều trị. Một ngày trước đó, FDA đã cấp phép sử dụng thuốc viên Paxlovid cho những người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên. Thuốc Paxlovid đạt hiệu quả gần 90% trong việc ngăn chặn nhập viện và tử vong ở bệnh nhân có nguy cơ cao. FDA nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống dịch, bởi tính hiệu quả cho khả năng điều trị sớm tại nhà để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, FDA cũng nói rằng hai loại thuốc viên dạng uống này không phải là sự thay thế của vaccine. Pfizer và Merck cũng quyết định cho phép các nước khác sản xuất phiên bản giá rẻ của hai loại thuốc uống này.
Ngoài vấn đề dịch bệnh, vốn ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống trên phạm vi toàn cầu, thì trong năm qua, thế giới cũng chứng kiến nhiều biến chuyển về mặt chính trị và ngoại giao. Chị Yến Thanh có thể chia sẻ cho quý khán giả và chúng tôi một số điểm nổi bật hay không? Tất nhiên rồi anh Diệt Hùng. Thưa quý vị, trong năm qua thì chính trường các nước đã có một số biến chuyển quan trọng. Chúng ta sẽ nói đến một số quốc gia nổi bật. Đầu tiên là Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trải qua năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, tập trung vào hai nhiệm vụ chính là kiểm soát đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế xã hội. Về đối ngoại, Mỹ, Anh và Australia đã thành lập quan hệ đối tác an ninh ba bên mang tên AUKUS nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng cho đến nay, AUKUS sẽ có gì, cấu trúc vận hành ra sao, gồm thiết chế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Thay đổi chính trị cũng đã diễn ra ở Nhật Bản với một chính phủ mới. Tương tự, Mỹ, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio cũng tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là kiểm soát dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất phải kể đến là Đức, quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu, EU. Đức phải nói lời chia tay với bà Angela Merkel sau 16 năm lãnh đạo và chào đón liên minh cầm quyền mới đèn giao thông của Thủ tướng Olaf Scholz. Và chính phủ mới sẽ phải làm nhiều việc để vượt qua được cái bóng quá lớn của bà Merkel. Về quan hệ ngoại giao giữa các nước, tôi không thể không nhắc đến những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cho đến nay thì dường như chính quyền của Tổng thống Biden vẫn đang giữ nguyên chính sách của chính quyền tiền nhiệm đối với Bắc Kinh. Đối đầu vẫn xảy ra nhưng theo hướng thăm dò và thận trọng hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa tháng 11 giữa hai nhà lãnh đạo không phải là nơi để tạo ra bước ngoặt quan hệ, mà là dịp để hai người vạch lằn ranh trong nhiều vấn đề nóng. Về cuộc gặp, có thể thấy các học giả Trung Quốc và phương Tây đã có những quan điểm khác nhau khá rõ ràng. Tôi cho rằng tất cả việc này bắt đầu đặt cơ sở cho khái niệm trục mà chúng ta đã nghe quá nhiều năm. Việc xây dựng năng lực quân sự mất rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta đang bắt đầu thấy nó thành hình. Một sự cứng cáp đáng kể về vị thế và mạng lưới đồng minh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và Tây Thái Bình Dương. Nhưng tham gia một cuộc chạy đua vũ trang để cân bằng với năng lực quân sự của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương là một chuyện. Việc tránh để nó trở thành dòng xoáy xung đột và khủng hoảng không chính đáng hoặc không mong muốn lại là chuyện khác. Tôi tin rằng nếu chúng ta có sự đồng thuận cao về việc hạ nhiệt sự chỉ trích lẫn nhau, thì những hoạt động kinh doanh và tất cả những điều khác sẽ xảy ra. Tôi thấy có lẽ sẽ có một chút thay đổi trong thời gian tới. Mỹ đang tăng tốc củng cố mạng lưới liên minh trong khu vực bằng hiệp ước an ninh AUKUS với Australia và Anh. Nhưng trong khi đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả đồng minh và đối tác với Mỹ. Mọi nỗ lực nhằm tăng cường liên minh quân sự hay quan hệ sẽ buộc nước thứ ba phải lựa chọn. Đây là điều mà các quốc gia trong khu vực ngần ngại nhất. Nếu phải chọn một lĩnh vực thể hiện sự cạnh tranh rõ ràng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm qua, thì anh sẽ chọn gì anh Việt Hùng? Chỉ chọn một thôi thì hơi khó. Như chị Yến Thanh đã trình bày ở phía trên, thì dù sự cạnh tranh không thể hiện gay gắt, nhưng nó dàn trải trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ dưới mặt đất đến những tham vọng trong không gian. Cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, gây ra nhiều hệ quả cho ngành khoa học công nghệ thế giới. Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc có lẽ bị ngấm đòn nhiều nhất. Các đòn trừng phạt của Mỹ đã khiến Huawei không còn khả năng sản xuất điện thoại thông minh đời mới với quy mô lớn, ước tính tổn thất doanh thu 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với đại dịch COVID-19 đã gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng bộ dây xử lý, hay còn gọi là chip bán dẫn, thiết bị được xem là bộ não điều khiển của tất cả thiết bị điện tử hiện nay. Trung Quốc và nhiều nước khác đang đầu tư mạnh mẽ vào những lĩnh vực như thiết bị bán dẫn và pin. Chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta đang rơi lại phía sau trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Và nói trắng ra, chúng ta phải nâng cấp cuộc chơi của chúng ta lên. Hồi tháng 10, CEO Tim Cook của Apple thừa nhận công ty thiệt hại 6 tỷ đô la Mỹ do thiếu hụt chip toàn cầu và chuỗi cung ứng chậm trễ vì đại dịch. Trong khi đó, Samsung được cho là đã hai lần cầu cứu một nhà cung ứng bán dẫn ở Mỹ, nhưng đều bị từ chối. Việc thiếu hụt chip cũng đã khiến các hãng ô tô hàng đầu thế giới thiệt hại hàng tỷ đô la và phải đóng cửa nhiều nhà máy. Tháng 10 vừa qua, giới lãnh đạo quân sự Mỹ bày tỏ quan ngại và kinh ngạc về vụ thử hệ thống tên lửa có tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh của Trung Quốc. Mỹ so sánh vụ thử này với sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, một bước đột phá thời chiến tranh lạnh. Dù Trung Quốc phủ nhận, nhưng các nhà phân tích cho rằng vụ thử này sẽ đẩy cuộc đua công nghệ giữa hai siêu cường tăng tốc thêm một tầm cao mới. Còn trong cuộc đua chinh phục không gian, cho đến nay thì Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới, nhưng Trung Quốc đã có những bứt phá tăng tốc đáng kể trong năm qua. Để thấy rõ nét hơn,
Mời quý vị nhìn những hình ảnh ngay sau đây. Ngày 18 tháng 2, tàu thăm dò Perseverance của NASA hạ cánh xuống sao Hỏa. Thì đến ngày 14 tháng 5, đến lượt tàu thăm dò Chúc Dung của Trung Quốc hạ cánh. Trung Quốc trở thành nước thứ hai hạ cánh và vận hành bền vững một tàu thăm dò trên hành tinh đỏ sau Mỹ. 10 năm sau khi bị Mỹ cấm vào trạm không gian quốc tế ISS, Trung Quốc đã phóng mô đun đầu tiên của trạm không gian riêng của họ. Trạm được đặt tên là Thiên Cung và dự kiến hoàn thành vào năm tới. Với việc trạm ISS dự kiến sẽ ngừng hoạt động từ năm 2025, trạm Thiên Cung của Trung Quốc sẽ là trạm không gian duy nhất trong vũ trụ từ thời điểm đó. Tháng 11, NASA phóng tàu vũ trụ DART vào một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 10 triệu km. Đây là nỗ lực đầu tiên của nhân loại nhằm phòng thủ trái đất chống nguy cơ va chạm với các tiểu hành tinh trong tương lai. Tàu DART đang nhắm đến tiểu hành tinh nhỏ hơn trong hai tiểu hành tinh bay gần nhau, có tên gọi là Dimorphos. Họ sẽ xác định xem cú va chạm tác động thế nào đến quỹ đạo của tiểu hành tinh này, từ đó hoàn thiện cách thức phòng thủ trong tương lai. Tháng 12, NASA phóng kính viễn vọng không gian James Webb, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong ngành thiên văn học. Kính James Webb có thể thu thập thông tin về những giai đoạn sơ khai nhất của vũ trụ, sự hình thành các ngôi sao, và liệu các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta có phù hợp cho sự sống hay không. Tạm gác lại những cạnh tranh Mỹ-Trung sang một bên, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ còn nói về câu chuyện này trong những năm tới nữa. Giờ thì tôi muốn nói đến những cuộc xung đột trực diện hơn trong năm qua. Chị Yến Thanh vừa nói là tôi nghĩ ngay đến Myanmar, một đất nước rất gần với Việt Nam và cũng là thành viên của ASEAN. Cuộc chính biến Myanmar hồi đầu năm nay đã khiến Đông Nam Á có một phen sóng gió. Khi đó, quân đội Myanmar buộc tội cựu cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái, cùng với các cáo buộc tham nhũng và nổi loạn. Đến nay đã là 10 tháng kể từ chính biến và chính quyền quân sự Myanmar đã hứa là sẽ tổ chức bầu cử dân chủ. Nhưng hiện tại thì Myanmar đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ dịch bệnh cho đến cấm vận. Tôi muốn bổ sung thêm về các cuộc đảo chính xảy ra ở khu vực châu Phi. Trong vòng hơn một năm qua, châu Phi đã trải qua 4 cuộc đảo chính, 2 ở Mali, 1 ở Guinea và mới đây nhất là Sudan. Niger cũng có đảo chính nhưng không thành. Những cuộc tranh giành quyền lực này đang đe dọa quá trình dân chủ hóa mà châu Phi nỗ lực thực hiện trong 2 thập kỷ qua. Tôi cũng muốn nhắc mọi người về một cuộc khủng hoảng đang cận kề liên quan tới sự đối đầu giữa hai thế lực chính trị là Nga và phương Tây. Chị Thúy Lan muốn nhắc tới căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine cũng như là giữa Ba Lan và Belarus đúng không nào? Vâng, đúng vậy, rìa biên giới phía đông châu Âu đang trong thế cân bằng rất mong manh. Mỹ và các đồng minh bày tỏ quan ngại về nguy cơ Nga phát động một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Ukraine khi triển khai tới 100.000 quân ở khu vực biên giới. Moscow thì khẳng định nước này có quyền đảm bảo an ninh nếu bị đe dọa, đồng thời cáo buộc Mỹ và Ukraine cố tình làm leo thang tình hình. Bên cạnh đó thì căng thẳng Nga và phương Tây còn thể hiện ở cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan. Sau đây tôi muốn mời quý vị lắng nghe chia sẻ của những người đang chờ mòn mỏi ở biên giới trong cái lạnh cắt da của mùa đông. Rất nhiều người đổ bệnh, không có thuốc men, người di cư bế trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đến đây, không được tiếp cận với nhu yếu phẩm, tình hình lúc này rất tệ. Trời đang rét đậm, chúng tôi cầu nguyện sẽ không có tuyết hay mưa. Tất cả quần áo chúng tôi có là những gì chúng tôi đang mặc bây giờ. Vì tương lai của các con và cả đứa bé trong bụng, tôi phải chấp nhận. Ở Iraq không có tương lai nào cho chúng tôi hết. Thực sự là những hình ảnh khiến chúng ta phải suy ngẫm, thưa quý vị. Thực ra cả câu chuyện này là một màn cáo buộc lẫn nhau, chị Yến Thanh à. Liên minh châu Âu thì nói là Belarus để cho làn sóng người di cư áp sát biên giới Ba Lan và một số nước khác là nhằm trả đũa việc EU áp đặt trừng phạt Belarus. Còn Belarus thì luôn coi đó là một cáo buộc vô căn cứ. Nga cũng cho rằng hành động của EU là không thỏa đáng, vi phạm các giá trị đạo đức do chính EU đặt ra. Trong khi đó thì người di cư cứ tiếp tục chờ. Quả thật là khi xảy ra bất ổn chính trị thì người dân luôn là người là phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Một quốc gia khác cũng đang loay hoay tìm lối đi mới dưới sự nghi ngại dò xét của cộng đồng quốc tế. Tôi muốn nói đến Afghanistan. Hồi giữa tháng 8, Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan, đặt dấu chấm hết cho chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani được Mỹ hậu thuẫn, đồng thời chấm dứt 20 năm can dự của Mỹ và Afghanistan. Tính đến nay thì đã hơn 100 ngày kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan.
và cuộc sống của người dân nước này đã thay đổi như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem. Taliban giành quyền kiểm soát một đất nước vốn phụ thuộc lớn vào viện trợ quốc tế. Khi các nguồn viện trợ chấm dứt, nền kinh tế gần như sụp đổ. Tôi từng làm việc tại một lò gạch, lúc đó tôi kiếm được khoảng 270 đô la Mỹ một tháng. Giờ thì tôi còn không kiếm nổi 22 đô la. Tôi có 4 người con bị bệnh đang nằm ở nhà và tôi không có tiền mua thuốc. Tình hình vốn đã không tốt trước khi Taliban nắm quyền, nhưng giờ thì còn tệ hơn. Nhóm ISK có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS vẫn luôn tiến hành các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Shiite. Taliban cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho Afghanistan, nhưng nhiều người dân ở đây nói rằng họ không cảm thấy an toàn. Chính quyền mới không tạo ra được sự thay đổi về mặt an ninh, dù họ nắm quyền kiểm soát. Nếu tình hình tiếp diễn, mọi chuyện có thể sẽ sụp đổ. Các nam sinh vẫn đi học bình thường, nhưng hầu hết các nữ sinh ở Afghanistan vẫn chưa thể đến trường. Các học sinh nữ được yêu cầu ở nhà cho đến khi một chính sách chung được áp dụng rộng rãi. Chúng em đã phải chờ đợi rất lâu để được trở lại trường học. Đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, các bạn nam thì đi học bình thường, chúng em đã bỏ lỡ một số kỳ thi. Mong rằng chính quyền Taliban sẽ giúp chúng em được quay trở lại trường học vào năm sau. Chúng em hy vọng sẽ được như vậy. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến trong lĩnh vực kinh tế. Có thể thấy điểm nổi bật là năm nay kinh tế thế giới vẫn bị bao vây bởi dịch bệnh. Các anh chị có thấy như vậy không ạ? Như chúng ta có trao đổi về câu chuyện giữa Mỹ và Trung Quốc, trong quý 2 năm nay, ngành sản xuất thế giới lao đao vì thiếu chip. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi đứt gãy khi mà các nền kinh tế chưa kịp phục hồi năng suất, còn nhu cầu thì quá lớn. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Đến giờ thì làn sóng tăng giá đã lan ra mọi lĩnh vực, giá khí đốt, than và điện cao kỷ lục. Giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh kéo theo giá nguyên vật liệu và hàng hóa công nghiệp gia tăng. Rồi hoạt động cung ứng và vận chuyển bị tắc nghẽn do dịch bệnh cũng góp thêm vào việc tăng giá. Túi tiền của chúng ta bị ảnh hưởng thấy rõ. Để tôi đưa ra con số cụ thể cho mọi người cùng thấy. Giá cả tại Mỹ đã tăng 6,1%, điều chưa từng có trong 30 năm qua. Trên phạm vi toàn cầu, giá lương thực đã nhảy vọt 40% kể từ đầu đại dịch. Mọi thứ bạn mua, từ bột, trứng, điện, ga, v.v. đều mắc hơn 30-50%. Thật không thể tin được. Thách thức lớn nhất của tôi bây giờ đó là hàng hóa bị kẹt lại ở cảng. Tôi không có món hàng mà mọi người yêu cầu. Giá thịt, giá rau đều tăng, giá xăng thì cao đến vô lý. Rau mắc quá, nhưng chúng tôi làm gì được bây giờ? Đâu thể nào nhịn ăn rau. Mọi thứ đều tăng giá, cho nên chúng tôi cũng buộc phải tăng giá theo. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 xuống 5,9%. Dự báo tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế lớn như Mỹ, Đức, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản đều bị điều chỉnh giảm. Ngân hàng Trung ương các nước đứng trước áp lực thay đổi chính sách để ứng phó lạm phát phi mã. Một vài cơ quan đã nâng lãi suất và bắt đầu rút dần các biện pháp nới lỏng tiền tệ bất thường mà họ đã thực hiện trong đại dịch. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế toàn cầu không chỉ có màu đen. IMF dự báo tình trạng lạm phát gia tăng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ đạt đỉnh trong những tháng tới và sẽ giảm về mức trước đại dịch vào giữa năm 2022. Bên cạnh đó, triển vọng việc làm cho người lao động toàn cầu năm sau có thể sẽ tốt hơn mong đợi. Người lao động hậu Covid-19 có nhiều chỗ làm chờ đón và quyền thương lượng lớn hơn. Chúng ta cùng chờ đợi kinh tế thế giới trong năm sau có những khởi sắc. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh tế phục hồi cũng là lúc bài toán về môi trường cần được đưa ra đánh giá lại. Các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ trên khắp thế giới dưới nhiều hình thức như lũ lụt, bão, cháy rừng và các mức nhiệt độ kỷ lục. Hành tinh của chúng ta rõ ràng đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Anh Việt Hùng có thể đưa ra một vài dẫn chứng cụ thể để mọi người thấy rõ hơn không? Tôi muốn biết là các số liệu về nhiệt độ và khí thải trong năm qua như thế nào? Vậy thì mời anh chị và quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh biết nói sau đây. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nhiệt độ trung bình năm 2021 cao hơn 1,09 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Mực nước biển trung bình đã tăng 4,4 mm trong giai đoạn từ 2013 đến 2021. Dải băng Greenland đã mất 3.500 tỷ tấn băng trong 10 năm qua. Năm 2021 cũng là một trong 10 năm nóng nhất được ghi nhận. Nhiều nơi từ châu Âu sang châu Mỹ chứng kiến nhiệt độ có khi đến gần 50 độ C. Kéo theo đó là những đám cháy rừng cực lớn, tàn phá nhà cửa và cướp đi nhiều sinh mạng. Và nhiệt độ tăng cũng là một phần nguyên nhân hình thành nhiều cơn bão lớn, kèm theo đó là lũ lụt nghiêm trọng, như siêu bão Ida ở Mỹ hay trận lụt lịch sử ở Hà Nam Trung Quốc
hay lũ tại Mỹ, Đức. Vẫn chưa có báo cáo cụ thể, nhưng với những thống kê như vừa rồi, thì năm nay biến đổi khí hậu có thể sẽ tiếp tục khiến thế giới tổn thất hàng trăm tỷ đô la. Năm ngoái chúng ta đã từng nhắc đến việc môi trường bị quá tải vì rác thải y tế từ đại dịch Covid-19. Sau một năm thì không biết tình hình có tiến triển gì không, chị Thúy Lan? Rất tiếc là hình như vấn đề rác thải y tế vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc, thì 193 quốc gia đã tạo ra đến hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa. Mà đúng như chúng ta nghĩ đến, phần lớn trong số đó là những món đồ nhựa dùng một lần, đồ PPE y tế. Sản phẩm PPE y tế, theo tôi, có thể kể ra đó là đồ bảo hộ, khẩu trang hoặc là tấm chắn giọt bắn. Rồi găng tay y tế nè, đồ phẫu thuật nữa. Chính xác, và tôi muốn bổ sung thêm một thứ mà chúng ta dùng nhiều trong thời gian gần đây, đó chính là các bộ kit xét nghiệm COVID-19. Theo thống kê thì rác nhựa y tế chiếm khoảng 26.000 tấn và rất nhiều trong số chúng không được xử lý đúng cách, đã kết thúc vòng đời của mình ở các đại dương. Tại nhiều nước châu Á, đại dịch COVID-19 trong năm thứ hai đã tạo ra cuộc khủng hoảng mới. Thay vì được đưa đến các nhà máy chuyên biệt để xử lý đúng cách, số rác thải y tế này lại bị vứt bừa bãi. Lý do chúng ta nhìn thấy rác thải y tế nhàn nhã ngoài đường là vì trộn rác y tế chung với rác sinh hoạt sẽ rẻ hơn và không phải ra tiền xử lý. Tại bãi rác này, chúng tôi có tất cả mọi thứ, từ đồ PPE, trái truyền dịch cùng nguyên kim tiêm, ống nhựa xét nghiệm cùng nguyên dịch và máu. Và gần đây là rất nhiều bộ xét nghiệm nhanh, nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Chúng tôi là lực lượng duy nhất trong đại dịch này tiêu hủy chất thải lây nhiễm để bảo vệ mọi người. Nhiều người hàng xóm đã tránh mặt vì sợ tôi sẽ mang bệnh về cho họ. Tôi biết sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe cho mình, nhưng cũng không có sự lựa chọn. Bên cạnh đó, bao bì từ khâu đóng gói trong hoạt động mua sắm trực tuyến, giao đồ ăn tận nhà cũng tăng vọt trong đại dịch. Và giờ là nhu cầu bảo vệ bản thân khi các nước bắt đầu trở lại bình thường mới, càng khiến cho nỗ lực cải thiện môi trường kiệt quệ hơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong vòng 3-4 năm tới, phần lớn rác thải nhựa không thể phân hủy trên đại dương sẽ dạt lên các bãi biển hoặc chìm xuống đáy biển, làm gia tăng nhiệt độ xung quanh và giải phóng các chất độc hại vào nước. Chúng ta lại sắp phải nhìn thấy những bức ảnh đau lòng về cái chết của nhiều loài sinh vật biển. Và con người, vốn là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, cũng sẽ phải đón nhận những tác động sớm hơn về mặt sức khỏe khi vấn đề rác thải y tế và rác thải nhựa nói chung không được cải thiện. Vấn đề rác thải y tế quả thật là một vấn nạn toàn cầu và rất cần sự chung tay của cộng đồng để có được giải pháp hiệu quả. Tôi nghĩ là trong thời gian tới, những chiến dịch tuyên truyền về thu gom, quản lý rác thải nhựa sẽ được đẩy mạnh trong cộng đồng. Các nhà khoa học cũng đã đề xuất nhiều giải pháp cho các chính phủ rồi đó, Việt Hùng. Ví dụ như là phát triển vật liệu mới thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn hay là tìm lối ra cho rác thải nhựa. Nhắc đến các giải pháp cho vấn đề môi trường, tháng 11 vừa qua có một sự kiện mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Đó chính là hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Anh. Dân hội nghị COP26 được xem là sự kiện quan trọng vì nó đặt ra các mục tiêu mang tính quyết định về tương lai của thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các nước đã đạt được thỏa thuận mới mang tính lịch sử về chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vẫn có những điều nuối tiếc tại hội nghị lần này. Tại COP26, tất cả 197 quốc gia tham dự đã thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow, khẳng định lại mục tiêu khống chế gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng dưới 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và quyết tâm theo đuổi các nỗ lực để đạt mục tiêu chỉ tăng ở mức 1,5 độ C nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Hiệp ước bao gồm một nội dung quan trọng kêu gọi việc giảm dần than đá và các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Đây được xem là bước ngoặt lớn. Cũng tại COP26, 137 quốc gia đã cam kết hành động để ngăn chặn việc phá rừng cũng như xóa mòn đất vào năm 2030. 108 nước, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu-EU, cam kết với sáng kiến cắt giảm khí metan, chuyển đổi năng lượng từ than đá sang các nguồn năng lượng sạch khác. Mỹ và Trung Quốc cũng lần đầu tiên ra tuyên bố chung về khí hậu. COP26 cũng chứng kiến cam kết của 450 tổ chức tài chính quản lý tổng số tài sản trị giá 130.000 tỷ đô la Mỹ trong việc sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ công nghệ sạch như năng lượng tái tạo và loại bỏ tài trợ cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy vậy, vẫn có những điều nuối tiếc mà hội nghị vẫn chưa đạt được, đó là không có quỹ trách nhiệm, một điểm mà nhiều quốc gia đang phát triển và dễ bị tổn thương do khủng hoảng khí hậu cảm thấy thất vọng.
Điều này đồng nghĩa nếu có nước nào trải qua thiên tai như lũ lụt gây phá hủy nhà cửa, sẽ không có quốc gia hay nguồn quỹ quốc tế nào giúp họ tái thiết. Không biết quý chị có đồng ý với tôi không? Tôi nghĩ là không riêng gì ngành công nghiệp nặng mà rất nhiều lĩnh vực khác cũng tạo ra lượng khí phát thải đáng kể. Do đó là để chung tay bảo vệ môi trường, đòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía, từ các quốc gia cho đến doanh nghiệp cũng như là người dân. Hoàn toàn đồng ý với chị Thanh. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm là không đợi đến khi các chính trị gia tại COP26 nhất trí về mục tiêu và cách thức chống biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng bền vững nhằm giúp thế giới giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Mời mọi người điểm qua hai thành quả vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ môi trường năm 2021. Thiết bị này thực hiện những phản ứng tổng hợp hạt nhân tương tự phản ứng xảy ra trên mặt trời và các vì sao, tạo ra nguồn năng lượng vô tận. Mặt trời nhân tạo của Viện Tổng hợp Hạt nhân của Hàn Quốc đã lập kỷ lục thế giới mới khi tạo ra một plasma nóng đến 100 triệu độ C trong 30 giây, phá kỷ lục do chính thiết bị này lập ra vào năm ngoái. Ngày 9 tháng 9, nhà máy hút khí CO2 lớn nhất thế giới đi vào hoạt động ở Iceland, với hy vọng làm thay đổi lớn trong cách thức con người tương tác với khí hậu. Nhà máy mang tên Orca sử dụng thiết bị lọc hóa học bắt lấy CO2 khi không khí đi qua thiết bị lọc. Lượng CO2 này sẽ được đưa xuống các giếng, pha trộn với nước và đưa xuống độ sâu hàng km dưới lòng đất. Dần dần nước chứa CO2 này sẽ biến thành đá. Năng lượng cho nhà máy này hoạt động đến từ nhà máy điện địa nhiệt gần đó. Dù giá dịch vụ còn cao và năng suất hiện chỉ mới ở mức 4.000 tấn CO2 mỗi năm, nhưng nhà máy Orca đã có nhiều khách hàng là những cá nhân và tập đoàn lớn muốn bù đắp một phần lượng khí thải mà họ đã thải ra. Nhân lúc nói về các tiến bộ công nghệ thì chắc chúng ta cũng không thể bỏ qua những thành tựu về y học, không chỉ giới hạn trong những nghiên cứu về căn bệnh COVID-19. Tôi thì thấy chưa bao giờ mà cái việc khám chữa bệnh từ xa lại phát triển nhanh và mạnh như hôm nay. Có lẽ việc giữ khoảng cách xã hội, hạn chế đi lại để ngăn chặn lây nhiễm lại là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển bùng nổ của công nghệ này. Nhờ công nghệ điện toán đám mây, đường truyền dữ liệu 5G, trí thông minh nhân tạo và nhiều công nghệ khác, ngành khám chữa bệnh từ xa ngày càng phổ biến, giúp cho bệnh nhân được chăm sóc trong khi giảm thiểu khả năng mắc COVID-19 trong môi trường y tế. Một cuộc thăm dò của công ty Sarkis tại Mỹ mới đây cho thấy gần 88% số người được hỏi nói rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng hình thức khám chữa bệnh từ xa cho những cuộc khám bệnh không khẩn cấp khi đại dịch kết thúc. Cuối cùng thì thế giới cũng đã có vaccine chống bệnh sốt rét đầu tiên. Hôm nay, WHO giới thiệu việc sử dụng rộng rãi vaccine ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới. Sự giới thiệu này dựa trên những kết quả từ một chương trình thử nghiệm được tiến hành ở Ghana, Kenya và Malawi, vốn đã tiếp cận hơn 800.000 trẻ em từ năm 2019 tới nay. Loại vaccine được WHO phê chuẩn này là RTSS, với tên thương phẩm là Mosquirix, do công ty dược phẩm của Anh GlaxoSmithKline nghiên cứu và phát triển trong 30 năm qua. Pope Wetende, một thợ làm tóc 23 tuổi ở hạt Sia, miền Tây Kenya cho biết, cô đã đăng ký cho đứa con gái 2 tuổi của mình tham gia chương trình thử nghiệm vì gia đình cô đã phải chịu nhiều khổ sở do bị sốt rét. Trong gia đình, chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề liên quan tới sốt rét. Một số thành viên đã phát điên, những người khác thì qua đời. Từng là một địa phương thử nghiệm vaccine trước khi nó được phê chuẩn, chúng tôi đã thấy sự giảm bớt số ca mắc sốt rét nặng, nên chắc chắn vaccine này sẽ giúp chúng tôi làm dịu bớt sự khổ sở mà các bệnh nhân bị sốt rét nặng phải gánh chịu. Các bác sĩ phẫu thuật ở New York, Mỹ đã cấy ghép thành công một quả thận heo và bệnh nhân đã chết não, và quả thận đã hoạt động bình thường trong thời gian 3 ngày. Tin này sẽ mang hy vọng đến cho nhiều người đang phải chờ để được cấy ghép, vì hiện nay nhu cầu được cấy ghép vượt xa nguồn cung. Nhưng phải mất rất nhiều năm nữa, việc cấy ghép bộ phận động vật cho người mới có thể trở thành hoàn chỉnh và phổ biến. Những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ giúp chúng ta tạm quên đi u ám của dịch bệnh và có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai. Tôi tin là như vậy. Có lẽ bây giờ chúng ta nên chuyển sang một lĩnh vực mà tôi rất mong đợi, có được không? Chắc là chị Thúy Lan đang chờ đợi để nói về những sự kiện văn hóa nghệ thuật đúng không ạ? Tôi cũng vậy. Có cảm giác như là rất lâu rồi chúng ta mới được tận hưởng sự sôi động của thế giới giải trí. Mỗi năm chúng ta đều ngóng chờ những liên hoan phim hay lễ trao giải đình đám nhất như Oscar, Cannes, Berlin hay Rome. Năm nay, theo tôi nhớ thì chỉ có 2 trong số đó tổ chức trực tiếp. Đúng vậy đó anh Nguyễn, nhưng đó cũng là minh chứng cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh đã trở lại sau thời gian dài khủng hoảng vì đại dịch. Sau 2 năm gần như chôn chân ở nhà, các ngôi sao của màn ảnh rộng đã có thể lên đồ để sải bước trên thảm đỏ.
Oscar và Berlin chỉ được tổ chức trực tuyến. Do vậy mà giới chuyên gia bình luận cho rằng lễ trao giải năm nay thiếu đi những giây phút nghẹt thở và thời khắc kịch tính. Tuy nhiên, điểm cộng là lễ trao giải đã diễn ra ngắn gọn hơn, đặc biệt nhất trong lịch sử là Oscar có những giải thưởng lần đầu tiên được trao cho phụ nữ và người da màu. Cannes 2021 bớt đi vẻ hào nhoáng nhưng vẫn gây được tiếng vang lớn với tư cách là liên hoan phim lớn đầu tiên được tổ chức theo cách thông thường trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Thế giới điện ảnh sau 2 năm phải căng não khi liên tục bị trì hoãn đã chứng kiến sự trở lại của nhiều bom tấn như Nhiệm vụ bất khả thi, Điệp viên 007. Trong đó, đặc biệt, Người nhện phần 3 đặt nhiều kỳ vọng và hứng thú của người xem khi khai thác thuyết đa vũ trụ, mở sang các thế giới song song. Các hãng cũng thay đổi hình thức ra mắt khi phối hợp phân phối với các nền tảng trực tuyến đã mang lại doanh thu khả quan. Tuy nhiên, hiện tượng của năm nay chính là Squid Game. Theo truyền thông phương Tây, hình ảnh bắt mắt, nội dung dễ hiểu và cách khai thác câu chuyện là những yếu tố khiến bộ phim Hàn Quốc thành công trên toàn cầu. Tác phẩm được đạo diễn Hwang Dong-hyuk ấp ủ trong 10 năm, được vào danh sách những bộ phim không nói tiếng Anh thành công nhất trên Netflix. Tôi thấy là cùng với điện ảnh thì thế giới ca nhạc cũng trở lại với lại trạng thái bình thường mới với việc chào đón khán giả đến trực tiếp tại sự kiện thay vì chỉ xem qua sóng livestream như hơn một năm qua. Đúng vậy, ta có thể điểm qua những chương trình đình đám như MTV, VMAs, Brit Awards, Billboard, Eurovision. Đúng vậy, khi lên sóng trực tiếp với sự tham gia của hàng ngàn khán giả đã không khiến công chúng phải thất vọng. Lễ trao giải diễn ra với đúng tinh thần và màu sắc của âm nhạc, với những phần biểu diễn mãn nhãn, thảm đỏ, rực rỡ và nhất là những giải thưởng rất xứng đáng với sự cống hiến của các nghệ sĩ. Đáng tiếc là Grammy, giải thưởng danh giá nhất năm nay, tiếp tục diễn ra mà không có khán giả trực tiếp tại địa điểm tổ chức. Chỉ có người dẫn chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn và một vài khách mời đặc biệt. Những nghệ sĩ còn lại tham gia theo hình thức trực tuyến. Các nghệ sĩ tham dự cũng có màn trình diễn sâu lắng khi hát tri ân các danh ca gạo cội đã qua đời năm 2020, trong đó có nhiều người mất vì đại dịch Covid-19, như ngôi sao nhạc đồng quê Kenny Rogers và nhạc sĩ John Prine. Năm 2021 tiếp tục chứng kiến sự thành công của những chàng trai đến từ Hàn Quốc với hàng loạt kỷ lục được lập ra, như kỷ lục lượt xem cao nhất của MV một nhóm nhạc K-pop trong vòng 24 giờ đầu phát hành, kỷ lục người xem công chiếu MV cao nhất trên YouTube và trong 24 giờ, kỷ lục ca khúc được stream nhiều nhất Spotify trong vòng 24 giờ đầu tiên phát hành. BTS đã chọn hướng đi phù hợp, khiến công chúng không thể lờ đi sự hiện diện của họ. Để quảng bá cho album mới, ngôi sao nước Anh đã thực hiện buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên Adele One Night Only tại đài quan sát Griffith ở Los Angeles, nước Mỹ, thu hút 9,92 triệu người xem truyền hình của đài CBS. Adele quả là đã trở lại thật là ấn tượng. Trong năm qua còn có hai cuộc thi nhan sắc đình đám mà chúng ta không thể bỏ qua. Mời quý vị cùng chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc các người đẹp đăng quang, Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàng vũ 2021. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam tranh tài cùng 60 người đẹp khác tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International 2021 diễn ra tại Thái Lan. Việt Nam! Người đẹp Việt Nam đã giành được vị trí cao nhất trong đêm chung kết ngày 4 tháng 12. Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạo được nhiều thiện cảm với phần thuyết trình về chủ đề bạo lực và chiến tranh. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới lần thứ 70 Miss Universe 2021 chính thức khép lại tại Israel với màn tranh tài của 80 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. India. Người đẹp Harnas Sandhu đến từ Ấn Độ đoạt vương miện Hoa hậu. Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Nadia Ferreira, Paraguay và Lalela Miswen của Nam Phi. Một trong những cuộc thi sắc đẹp được mong chờ nhất trong năm, Hoa hậu Thế giới Miss World 2021, lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm tổ chức, đã bị hủy chỉ ít giờ trước khi bắt đầu. Nguyên nhân của quyết định này là do nhiều thí sinh và thành viên ban tổ chức mắc Covid-19. Buổi thi mới dự kiến sẽ được lên lịch trong 90 ngày tới. Thưa quý vị, chúng ta thường ít nhắc tới lĩnh vực khảo cổ trong cái chương trình điểm lại sự kiện nổi bật trong năm. Nhưng trong năm nay, có những khám phá quan trọng xứng đáng được nêu tên.
Tôi cũng cho rằng bảo tồn khảo cổ học và nhận thức về quá khứ là những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Trong thời đại tiến bộ và phát triển nhanh chóng như hiện nay, thì các thế hệ tương lai vẫn cần biết đến thế giới xa xưa đã phát triển như thế nào. Tôi rất đồng ý với anh Diệt Hùng. Và ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hai phát hiện khảo cổ ngoạn mục của Trung Quốc và Ai Cập được kênh DW bình chọn là những phát hiện hàng đầu trong năm 2021. Các nhà Ai Cập học đã công bố phát hiện thành phố Giang đã bị mất 3.000 năm tuổi gần Luxor vào tháng 4, coi đây là một trong những khám phá quan trọng nhất kể từ khi phát hiện lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Luxor có từ thời trị vì của Amenhotep Đệ Tam, một trong những vị pharaoh quyền lực nhất của Ai Cập, người trị vì từ năm 1391 đến năm 1353 trước công nguyên. Nhắc đến Ai Cập trong năm nay, không thể không nhắc đến đó là lễ rước xác ướp của 22 vị pharaoh và các nữ hoàng quyền lực nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại đến nơi an nghỉ mới và mở cửa đại lộ nhân sư 3.000 năm tuổi cho công chúng trong buổi lễ cực kỳ hoành tráng ở thành phố Luxor. Con đường đi bộ cổ dài gần 3 km, rộng 76 m, từng được coi là con đường của thánh thần. Đại lộ nhân sư kết nối đền Luxor với đền Karnak ngay phía bắc sông Nin. Chiếc mặt nạ vàng chỉ còn một nửa ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi, tỉnh Tứ Xuyên đã thu hút sự chú ý lớn từ giới học thuật và công chúng. Nặng 286 gram, đây là mặt nạ vàng lớn nhất từng được phát hiện tại di tích huyền thoại Tam Tinh Đôi. Đồ tạo tác 3.000 năm tuổi này là một trong 500 di vật thời kỳ đồ đồng mà các chuyên gia cho rằng có thể cung cấp những hiểu biết mới về vương quốc thuộc cổ đại cai trị khu vực này trước năm 316 trước công nguyên. Quý vị có thể thấy là công cuộc nghiên cứu không ngừng diễn ra xung quanh chúng ta. Nhờ đó cuộc sống của chúng ta thay đổi và cũng nhờ đó mà chúng ta luôn có lý do để hy vọng những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Đúng vậy, những bài học rút ra được sau 2 năm chống chọi với Covid-19 đang giúp thế giới hành động khẩn trương hơn bao giờ hết để tìm cách chấm dứt đại dịch. Ngay lúc này đây thì các nước vẫn đang miệt mài nghiên cứu về vaccine, thuốc men và các phương tiện khoa học. Thế giới ngày càng kết nối và chúng ta càng nhận thức những nguy cơ chung về xung đột về môi trường. Các chính phủ và tổ chức quốc tế vẫn đang hành động ráo riết hướng tới hòa bình, hợp tác quốc tế. Và sức sáng tạo nghệ thuật của con người vẫn luôn bền bỉ để chúng ta được tận hưởng cái đẹp theo nhiều hình thức đa dạng. Tôi tin rằng năm sau các hoạt động văn hóa sẽ càng sôi nổi hơn nữa. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Trong 365 ngày qua đã có rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Tuy là không thể chuyển tải được hết đến quý vị, nhưng chúng tôi hy vọng đã phần nào giúp quý vị hình dung được bức tranh của thế giới năm 2021. Và để thay cho lời chào kết, xin mời quý vị cùng nhìn lại một số hình ảnh ấn tượng trong năm qua. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.